Alo chú nha. Lên chỗ chú con tin 461 ha. Bữa nay test tải cho chú nha. Mới vô cho nó cái bô ha. Lưới luôn nha. Rồi, máy này là tin 461 78cc bê tông 52 ly ha. Đời cao cấp tua cực kỳ nhanh nha. Trọng lượng 7 kg, lam xích lam là 5 tấc xài 30 mắt xích ha, vô lam mới và resin nha, lam chính hãng ha. Kiểu bằng 6.0 bằng không? Mua 6.0 nhiêu? Ngang ngửa 6.6 ha. Nếu như mà mấy chú mua 6.6.0 mà giá này không bao giờ có đồ rin ha. 20 củ đó. Mua 6.0 làm gì cho có đồ luôn đó. 6.0 mới 50 củ mới đồ rin được. Rip cho